Có miếng nước uống ngồi khô cổ quá nè. Tôi còn quế ông vụ tối hôm qua nha. Vụ tối hôm qua là vụ gì ta? Nè. Nhà tôi á. Biết nhà tôi rồi á. Đi về giùm tôi cái. Ủa, nhà của anh đây hả? Ừ. Trời ơi, em có nghĩ một đại gia thiếu gia như anh là phải ở một khu biệt thự rất là xinh đẹp và sang trọng chứ. Ai mở một nơi về nó không có xứng tầm với anh chút nào hết á. Đi kiếm đứa nào xứng tầm xong rồi theo nó về nhà giùm cái. Thôi, nhưng mà em thương anh, em thích anh thôi à. Bớt thương tôi đi. Ủa, ai vậy anh? Em của anh hả? Ủa, người ta ra. Ừ. Anh, sao mở cửa lâu vậy? Người ta đứng mà đợt mỏi như muốn chết luôn á. Anh quay lại đây. Anh quay lại đây nói chuyện cho rõ ràng với em coi. Tại sao anh lại lừa dối tôi? Tại sao anh lại đùa giỡn với tình cảm của tôi như vậy chứ hả? Ê gái, đừng có nói vậy nha. Là gái đi theo mình về tới đây, chứ mình không có đùa giỡn gì với gái nha. Anh đúng là cái đồ hình ảnh rõ nét nhưng mà âm dương không trung thực. Đúng là cái đồ biến thái mà. Cô là cái đồ biến thái á. Thấy trai nhà lành cái dí theo người ta về tới đây là đồ háo sắc. Mặt ối à. Ôi. Mai mốt làm ơn, muốn cắt đuôi gái á thì tìm cách khác giùm tôi đi. Đừng có lấy tôi ra làm mình phong hoài. Nghiệp quật tôi ế đó. Thanh xuân ơi, anh nguyện giữ lấy yêu thương. Trái tim chân thành vẹn nguyên. Phong ba như gió sương. Còn những ký ức chỉ là một cơn ngang mộng. Vì ngày mai những yêu thương sẽ quay lại.